ngày đầu tiên của Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP18 tại Doha, Qatar, Liên minh châu Âu hôm qua đã cho biết khối này sẵn sàng thúc đẩy mục tiêu cắt giảm từ 20 đến 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nếu những nền kinh tế lớn khác trên thế giới cũng nâng mức cam kết của họ. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng quá nhiều vào kết quả của Hội nghị COP18 này sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không cam kết cắt giảm nhiều lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2020. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 18 Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Doha, Qatar, Liên minh châu đã đưa ra cam kết đầy mạnh mẽ của tổ chức này. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra mục tiêu cắt giảm 20 đến 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, để đi đến một cam kết quốc tế, đòi hỏi các cuộc đối thoại với những đối tác lớn của chúng tôi trên thế giới. Đề xuất này đang ở trên bàn nghị sự và nó sẽ còn tiếp tục nằm trên bàn đàm phán kể cả sau hội nghị Doha. Tuy nhiên, nhà đàm phán EU không kỳ vọng quá nhiều vào kết quả các cuộc đàm phán tại Doha. Thậm chí, việc đi đến một nghị định thư Kyoto giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, còn được gọi là nghị định thư hậu Kyoto, cũng khó khả thi. Chúng ta phải hoàn thành giai đoạn 2 của nghị định thư Kyoto. Chúng ta phải kết thúc công việc mà chúng ta đã bắt đầu ở Bali. Chúng ta phải đạt được sự tiến bộ trong vấn đề mà chúng ta đã từng cam kết tại Durban. Chúng ta cần phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Một nghiên cứu của Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế công bố hôm qua cho thấy các nước giàu cũng đã không thực hiện đầy đủ cam kết viện trợ cho các nước nghèo 30 tỷ đô la để giúp chống biến đổi khí hậu từ năm 2010 đến năm 2012. Những bất đồng và tranh cãi liên quan đến lợi ích của từng nước đang cản trở nỗ lực đạt được một thỏa thuận khí hậu toàn cầu vào năm 2020.